lên dữ ha. Ông rồi. Không
ổng ở phòng đỏ nè. Dâu nó dạo. Cây của tao nó cao vậy nè. Cao vậy luôn hả? Ờ, rồi tôi hỏi ông 12 nói anh ở trong hỏi ông nói ổng lấy à. Ông lấy cũng để cái thùng tổ mẹ vậy. Em cho cái thùng hả? Trong thùng bự lắm mà đậu mấy cái đó phải xe chất mới chở chứ sao xe mấy cái kia bỏ nó vô được nó cao quá. Thì xe tao xe qua xe chất hả? Xe tao xe chất á. Ồ vậy bữa lên chở. Vậy bữa nào qua, bữa nào qua chở? Qua cái gì đụ mẹ nó tới nó nhậu nó thấy nó xin mẹ rồi. Ủa xin rồi hả? Ừ. À. Nó nói cái đó mà đem về thả là sang năm xuống là đủ mà có trái thôi. Nó rồi.